cuộc sống luôn chuyển động và thay đổi khiến cho vạn vật xung quanh chúng ta cũng phải biến đổi để thích nghi. Hiện nay trên thế giới còn rất nhiều bí ẩn về những loài động vật mà chúng ta còn chưa tìm hiểu được hết. Hãy cùng Xanh Tim Bí Ẩn tìm hiểu về những loài động vật có hình dáng và đặc tính độc đáo nhất trên thế giới nhé. Let's go! Kỳ nhông Mexico. Kỳ nhông Mexico được phân loại là một loài cá, nhưng thực sự chúng lại là một loài lưỡng cư. Loài động vật này có vẻ ngoài đặc biệt và khả năng tự chữa lành khi có thể mọc lại các chi sau khi chúng bị đứt lìa. Nhìn chúng giống như được lai giữa một con kỳ nhông và một con nòng nọc vậy. Cá ba cu. Cá ba cu có hai hàng răng cuồng, giống răng người. Chúng có khả năng cắn và nghiền nhưng không nhai. Mặc dù cá ba cu có hàm răng khá đáng sợ nhưng chúng gần như vô hại khi chỉ ăn các loại thực vật dưới biển, ốc sên và các loại hạt. Chim bắt ruồi hoàng gia Amazon. Loài vật này chủ yếu được tìm thấy ở các khu vực Nam Mỹ. Chúng thường sở hữu chùm lông trên đỉnh đầu vô cùng rực rỡ. Chúng trông như những vũ công trong hội các Na Vang vậy đó. Bạch tuộc Dumbo. Bạch tuộc Dumbo được biết tới với chiếc đầu có hình thù kỳ lạ, với hai chiếc vây nhô ra trên đầu giống như tai của chú voi biết bay Dumbo trong bộ phim hoạt hình cùng tên của Walt Disney năm 1941 và 8 chiếc xúc tu để tự vệ. Chúng săn mồi bằng cách đâm vào mục tiêu, sau đó nuốt trọn con mồi. Một đặc điểm hoàn toàn khác với các loài bạch tuộc khác là chúng không phun ra mực. Chuột chũi mũi sao. Đây là con chuột với chiếc mũi ấn tượng nhất thế giới. Mũi của chú chuột chũi mũi sao này trông có vẻ kỳ cục, nhưng nó lại có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bởi vì những chú chuột chũi có tầm nhìn hạn chế, nên những chiếc mũi giúp chúng có thể cảm nhận mọi thứ. Bạn thấy con vật nào đặc biệt nhất? Để lại bình luận phía dưới để chúng tôi được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.